Mình thì đang trong thời gian chờ đợi chuyến phà về Hà Tiên, cho nên tình cờ gặp anh này đang câu cá. Mình xem này không. Sẽ đi đến bến cảng của Hà Tiên. Rồi, vậy là mình đã hoàn tất xong những cái chuyến du lịch ngắn ngày ở biển Phú Quốc này. Giờ thì đã gần
xa rồi. Xíu nữa tàu này sẽ chạy với tốc độ rất là cao. Khách thì hôm nay thì trời mưa cho nên rất là ít khách, chỉ lưu thưa khách thôi chứ không có được nhiều cho lắm. Thì xuống đây thì sẽ được một cái bịch khăn giấy như vậy, Food Express từ camera đến nó không phân biệt đó, và hơi sẽ vừa được phát thêm một chai nước suối nữa, rất là đã nha. Cái này khăn giấy mắc lạnh luôn thì mình cũng chưa cần xài đến đâu. Thì cũng có người hai ba người đi phát nước suối.